Xong rồi đó. Xong rồi nè cả nhà mình. Thì hiện nay 7:58 phải nói là rất là hay cả nhà. Mình không ngờ đây là một cái từ cái sản phẩm này là từ cái lưỡi và cái miệng của chị An làm được như vậy. Không tận mắt chứng kiến thì cả nhà nghĩ là sẽ thắc bằng bằng tai. Chào cả nhà, theo cái hành trình rong ruổi của mình thì hôm nay mình qua bên cồn Tân Lộc thuộc huyện quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ để tìm về nhà của bé An. Và hôm nay theo cái hành trình của mình thì có bạn rong ruổi miền Tây sẽ theo cái hành trình mình đi tìm nhà bé An, người mà có cái chiếc lưỡi ma thuật và không xương sống. Thì các bạn rất mong các bạn ủng hộ mình với lại rong ruổi miền Tây để có động lực tìm đến nhà của những cái hoàn cảnh tiếp theo. Đây là cái bến phà Thốt Nốt đi qua cồn Tân Lộc. Thì mình với bạn rong ruổi miền Tây, và đây là bạn rong ruổi mình miền Tây chở mình đi qua bên kia để tìm về nhà của bé Thúy An. Vào thời điểm này là khoảng 7:30 sáng. Và trên cái con đường, trên cái bến phà này, mình sẽ qua bên cồn Tân Lộc bên kia để tiếp tục hành trình. Thì sau một cái hành trình qua bến đò Tân Lộc thì hiện nay đang có mặt ở nhà của bé Thúy An, người được mệnh danh là có một cái chiếc lưỡi ma thuật. Và trước mình đây là rong ruổi miền Tây. Hôm nay thì đến đây mình có hẹn với cô, nên mình đây là nhà của cô và mình sẽ đi vô nhà. Hồi nãy cô mới đi ở chợ về. Đó. Đây là cái căn nhà của bé Thúy An mà cô đang sinh sống. Ở đây thì nó bằng gạch chưa được tô. Nhà thì ở trong này. Mình sẽ vô mình chào cô. Dạ con chào cô. Chào dạ, bé Thúy An chưa thức hả cô hả? Thức, bé cô kêu nó thức tại vì ban đêm nó ngủ tới giờ. Ban đêm nó tới 3-4 giờ nó ngủ. Nó ngủ trưa vậy đó. Dạ. Nhà nhà cô có mấy người cô ha? Thúy An là thứ mấy cô? Thúy An thứ năm. Thúy An là thứ năm. Dạ. Dạ được rồi cô cho chút xíu ánh sáng đi, cho con ánh sáng đi. Không có điện rồi. À cúp điện hả? Đây là bé Thúy An nè cô chú anh chị. Ô bé Thúy An lại ngủ như thế này hả cô hả? Ngủ vậy không đó. Trời ơi. Ngủ vậy có mỏi cổ gì không? Này ơi, cô chú anh chị thấy này rất là đáng thương. Ngủ thì phải lật ngược cái cổ lại như thế, vẫn đang còn ngủ. Và em thì ngủ được ở dưới này kê bằng một cái quai ly đồ. Quai ly. Để cho nó dựa đằng đằng mà nó ngắt cái đầu. Ngủ như thế này là bao nhiêu năm rồi con? Ở đó tới giờ ngủ vậy. Vậy hả? Để ở dưới là em ngủ không được. Nó để ở dưới là nó nằm, nó không có ngắt cái cổ lên được, nó không có thở được. Không thở được không cô? Cô có đi khám bác sĩ có nói gì không? Tại vì đó tới giờ nó hồi nhỏ nó bệnh tới giờ là vậy rồi. Dạ. Nè, nói cho mọi người nghe. Dạ. Chị An năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tết này nó 36 rồi. Tết này 36 tuổi. Chị nặng bao nhiêu ký hả chị biết không? Có 33 ký rồi. 33 ký. Dạ. Dạ. Tăng cả 30 năm rồi. Chị An mấy giờ mới ngủ? 30 năm cũng vậy rồi. Quá càng là năm mới cũng vậy. Dạ. Coi cái sản phẩm của Thúy An đã làm xong không? Được. Đây cái hộp này là của chị đó hả? Này là chị làm. Đây là cái hộp đồ mà chị đã làm. Mẹ, mẹ đi. Mẹ nói đi. Hả? Cái mặt, dạ, mặt khéo ta bưng ngay cái đầu lên cái ta chà cho. Chà cái mặt. Okay, cái nhỏ xíu này là chị An thắt luôn đây hả? Em Thúy An làm không? Nội đây là sản phẩm này là Thúy An làm không, làm từ lớp này. Ôi, ơi. Cái sao này ship luôn đây hả cô? Ship luôn cái nào cũng làm. Sao nó đẹp còn hơn mình ship tay nữa tại? Nó cái độ sắc sảo của nó đó thì nó sắc rất là sắc nè. Nè bây giờ để thắt cho coi. Nè con thắt cái ngôi sao cho mấy em. Thôi bây giờ cô ai đó cho con quanh nhang ra ba. Đốt cho. Nhân mũi gì cô? Cho nó thành nhân mũi. Cô bây giờ mời cả nhà cùng mình và rong ruổi miền Tây để mà xem chị Thúy An
biểu diễn với một cái tài của mình bằng với lại cái miệng và một cái lưỡi cực kỳ tài. Với một cái đây, sản phẩm ship cái ngôi sao. Ship ngôi sao. Cái này là giấy gì cô ha? Cái này cộng giấy ly lông á. À, ly lông. Rồi cô thì hiện bây giờ là 7:54 thì xem coi chị sẽ ship bao lâu. Cô cho con hỏi nè, bao giờ thì mình phát hiện Thúy An, em Thúy An có cái tài là xỏ kim bằng chỉ bằng miệng như thế? Vừa đó là hồi với tôi đó, cái mùng nó xúc chỉ đó, cái tôi nói để kiếm em nó để xỏ cho, thì tôi vợ chơi với nó thôi, chứ nói sao mày xỏ được. Cái nó nói sao bây giờ xỏ cho, thì tôi cũng tính thử đưa cây kim với cộng chỉ luôn. Chơi chứ làm sao không xỏ được. Dạ. Đưa vô nó xỏ được. Cô qua đây nhìn mình đi cô. Cái nó xỏ được, cái mình cũng tính nó xỏ ra ngay đó, lần thôi chứ làm sao xỏ được. Dạ. Một ngày thì gì em ship nhiều không cô? Đó nó ship màng, nó làm màng trên vô tiếng hai chữ cuối đó, nó xỏ cái màng đó. Hồi đầu tiên là nó làm đó là nhà nước quay phim coi đó, là nó ship bằng cái ống hút ngang, nhưng bây giờ cô chế lại ông này cho nó ship màng. Dạ. Cho nó ship bằng ống hút cứng, ống hút cứng quá. Cúng ống hút mềm đó, nó ship cả lỗ cả lỗ luôn đó, tại vì nó nằm ở không, ship một ngày một đống đó, nó ship nhiều lắm đó. Cái này đúng là miệt tài. Cái tay của mình ship thì nó còn phồng phiều về cái, nhưng mà mấy em ship mà cả mấy cái cô phụ nữ mà làm màng đó, người ta mới có cái kéo cái mình, người ta nhét vô cái mối vô, người ta phải gì dư thiếu gì đó, người ta lấy cái kéo, người ta cắt, người ta giảm, người ta nhét vô cái mối. Còn nếu ăn không có cần kéo không gì dân vậy đó, rồi ship ra rồi ha, mà mấy em kiếm cái mối là không bao giờ gặp cái mối. Không biết cái mối luôn. Không mối, không biết cái mối nằm đâu. Tôi suy nghĩ không sao nó làm được chứ. Theo như là cái bánh uống nó thắt rồi đấy, là mấy em không có đường mở ra là mở không được. Đó. Như nó thắt vô rồi nhưng mà mình không có biết cái đường mở ra. Chút xíu nữa nó lấy cái ngồi sao ra mấy em coi thử coi đã nhắc cái nào. Không phải nói là kỳ tài. Cái cây lửa quá đều liền. Việc ăn uống của chị dễ không cô? Nó ăn khó khăn lắm, như cái gì nó ăn cũng không được, nó kém ăn lắm. Ý anh nói là mình đút ăn uống rồi cho chị cái có đổ tháo gì không? Mình đút không, nó đâu có cầm cái gì được, mình cái gì mình cũng đút cho nó. Như tay chân nó đâu có nhúc nhích hoạt động được. Từ ăn uống gãy ngứa hay là cái gì mình cũng làm cho nó hết. Không có cái gì mình để nó làm hết. Tặng bà cái này 30 phút. Thì hiện bây giờ là 7:58. Có nghĩa là lúc nãy là 7:54 thì hiện bây giờ khoảng 4 phút. Xong. Hôm nay cúp điện nên thành thử ra trong nhà không có ánh sáng nha cả nhà. Thông cảm chịu khó xem. Xong chưa chị? Xong thì chị An chắc sẽ để đây, để trong cái miếng này. Xong thì chị An sẽ tự để sản phẩm mình ở đây hả cô hả? Đây, cái miếng này là chị An sẽ để nè. Ô. Oh. Xong rồi đó. Wow. Ô, oh, xong rồi nè cả nhà mình. Thì hiện nay 7:58 là đúng là đây 7:58 nè. Là 4 phút thì chị An sẽ hoàn thành cái sản phẩm là cái ngôi sao 5 cánh. Cái ngôi sao 5 cánh của mình. Phải nói là rất là hay cả nhà. Mình không ngờ đây là một cái từ cái sản phẩm này là từ cái lưỡi và cái miệng của chị An làm được như vậy. Không tận mắt chứng kiến thì cả nhà nghĩ là sẽ thắt bằng tay từng chi tiết từng sản phẩm luôn.
con. Quá hay. Chị An ơi, quá 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 hay rồi. Trời ơi. Chị An tuyệt vời.